ngược lại, công phi lại dành riêng cho nữ giới. Chính vì tính chất mà cặp rượu này thường được sử dụng trong các lễ vật dành cho cưới hỏi. Không chỉ được trau chuốt từ vẻ bề ngoài, sao nguyên tử và công phi được xây dựng hình ảnh, được khẳng định từ chất lượng, chính tác dụng mà nó mang lại cho người dùng rượu. Chúng ta cùng nhìn rõ hơn về từng sản phẩm để nhận diện hai dòng rượu này ngoài thị trường nhé. Đầu tiên là sao nguyên tử. Thì nhìn từ bên ngoài ta có thể thấy được màu sắc vàng rõ nét trên từng chai rượu. Đập vào mắt người nhìn đầu tiên là hình ảnh của con rồng, thể hiện sự mạnh mẽ của nam giới. Chai rượu này có thể tích là 500ml, được chứng cấp từ ngũ cốc nên men, hòa trộn cùng các thảo dược như đinh lăng, sâm ngọc linh, lá hán quả, đã tạo ra hương vị rượu hại hòa, đậm đà từ. Ngoài ra còn có tác dụng tuyệt vời đối với sức khỏe nam giới, đó là bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực, mang lại cho các quý ông sự tự tin để bảo vệ hạnh phúc gia đình. Chắc hẳn rằng quý ông nào cũng mong muốn như vậy, phải không ạ? Vậy thì còn chần chừ gì nữa, hãy liên hệ cho chúng tôi sau khi theo dõi video này nhé. Vâng, đi cùng với cuộc sống bận rộn, cộng thêm những áp lực về tuổi tác, cuộc sống gia đình, phái nữ chúng tôi ngày càng mất đi sức khỏe và sắc đẹp. Do vậy, chúng tôi cần những sản phẩm nào tốt cho sức khỏe, duy trì thanh xuân của mình. Trong cuộc sống hiện đại như bây giờ, trong giao tiếp, công việc cũng không tránh được những lúc phải dùng rượu để giao lưu. Vậy thì công phi cũng chính là sự lựa chọn hoàn hảo cho các cánh chị em phụ nữ chúng ta. Trên tay tôi đang cầm đó chính là dòng rượu mà tôi muốn nhắc đến, dòng rượu công phi. Các bạn có thể cảm thấy bề ngoài của nó rất đẹp và quyến rũ phải không ạ? Trái lại với dao bôi tử thì màu sắc chủ đạo của nó chính là màu đỏ. Trước mặt của dao bôi tử thì thể hiện hình ảnh của con rồng, còn công phi là hình ảnh của con phượng, rất đẹp và sang trọng. Khi được chứng cấp từ ngũ cốc lên men cùng các thảo dược tốt nhất cho nữ giới như nhân sâm, sâm ngọc linh, ngọc cẩu, sâm nam. Khi dùng với nhiều lượng phù hợp, công phi có tác dụng tăng cường sinh lý nữ giới, trẻ hóa làn da, ổn định huyết áp. Chúng tôi rất vui vì sự tin tưởng của quý khách hàng dành cho các sản phẩm của rượu Trường Sinh Gia Lai. Các bạn nếu ai chưa sử dụng rượu Trường Sinh hoặc muốn có một món quà vừa đẹp vừa ý nghĩa để biếu tặng cho người thân thì rượu Trường Sinh là một sự lựa chọn hoàn hảo cho các bạn đấy. Hãy nhấc máy lên và gọi ngay cho chúng tôi theo số điện thoại bên dưới để mua sản phẩm vừa chất lượng, giá cả phải chăng. Xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.